Huyền khá là sốc bởi vì chỉ hơn một tháng trước Tết thôi thì cường độ công việc của Huyền rất là cao này, đi quay liên miên rồi các sự kiện cuối năm nên là mình cũng khá là chủ quan, ăn uống thì thất thường và gần đây thì Huyền cũng bị mắc chứng khó ngủ nữa nên là không ngờ cân nặng của mình đã bị giảm tận hơn 3 cân và điều này thì làm cho Huyền rất buồn bởi vì khi mà Huyền bị giảm cân ý, thì da mặt của Huyền cũng bị sạm đi và nếu như mình gầy như vậy thì sẽ mặc không vừa những bộ đồ của stylist đã làm riêng cho mình nên là khi lên hình thì mình sẽ không được đẹp. Mà nhưng mà người cũng biết ý, thì công việc của Huyền yêu cầu rất là cao về ngoại hình và chị em chúng mình thì đôi khi cũng nên có một da một chút da thịt để trông đầy đặn hơn và sẽ hấp dẫn hơn nữa đúng không nào? Và lúc đấy thì Huyền cũng nhắn tin tâm sự với một số anh chị em bạn bè đồng nghiệp và hỏi han xem là bí quyết nào giúp chúng ta tăng cân an toàn, hiệu quả và thực sự là mình cảm thấy cơ địa của mình là một cái cơ địa rất là khó lên cân và không hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn nên là huyền nghĩ là uh, nếu như mà mình tăng cân ý, thì cái tinh thần cũng như là cái giấc ngủ của mình cũng sẽ gọi là được cải thiện hơn rất là nhiều và sau đó thì huyền đã được anh mạnh quân cũng là một diễn viên rất là thân thiết với huyền chia sẻ với mình một cái sản phẩm mà huyền nghĩ là rất là tuyệt vời và sau đây thì huyền cũng muốn giới thiệu cho mọi người đây đó chính là sản phẩm viên sủi Toka này và anh Quân có nói với Huyền là đợt vừa rồi thì anh Quân cũng nhận một vai diễn mới và cần tăng cân để đáp ứng yêu cầu của đoàn phim. Và anh ấy đã sử dụng sản phẩm này và cảm thấy vô cùng hiệu quả. Anh Quân còn nhiệt tình ship tặng cho Huyền tận bao hộp viên sủi Toka này để dùng nữa. Và thật sự nhé, sau khi mà Huyền sử dụng cái sản phẩm này thì Huyền cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Bởi vì làm Hình thấy là các cái thành phần trong sản phẩm viên sủi toca thì hoàn toàn từ thảo dược từ tự nhiên uh, như là cao lạc tiên này cao nhục đậu khấu cao bạch biển đậu và ngoài ra thì còn cung cấp rất là nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết bởi vì là mọi người biết không khi mà chúng ta tăng cân an toàn và hiệu quả lâu dài thì uh, cơ thể của chúng ta cũng cần được cung cấp rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng đồng thời là sẽ cần đào thải độc tố ở trong người của mình ra ngoài nữa và từ đó thì sẽ hỗ trợ tăng cường hệ tiêu hóa này giúp cho mình ăn ngon miệng hơn hấp thu hơn và tinh thần của chúng ta cũng thoải mái hơn nâng cao được sức đề kháng và tăng cân hiệu quả không tích mỡ tích nước và một điều nữa nhé uh, tức là khi mà bây giờ dịch bệnh thì mọi người cũng biết là đang rất là nguy hiểm đúng không nên là nếu như mà uh, huyền lựa chọn một cái sản phẩm nào để bổ sung cho cơ thể và sức khỏe của mình thì điều đầu tiên là nó phải tốt và an toàn nữa điều thứ hai là nếu như mà huyền uống cái sản phẩm tăng cân này vào ngoài việc là giúp cho cơ thể của huyền đẫy đà hơn này uh, mỡ màng hơn thì còn một điều nữa đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch để cho Huyền gọi là uh, chống lại cái con Covid nữa, sẽ gọi là khó mắc bệnh hơn Thì cái điều này Huyền nghĩ là cũng là một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe của mình Và thêm một điểm cộng cho em Tăng Cân Tô Ca này mà Huyền cũng rất thích Đó chính là sản phẩm này được bào chế dạng viên sủi Rất dễ sử dụng và tiện lợi Và mình chỉ cần pha với một cốc nước Sau đó thì chờ một chút để viên sủi hòa tan hết và uống thôi Hương vị thì vô cùng thơm mát này Và cho Huyền cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu mà mọi người biết không không thể tin nổi chỉ sau đúng một tháng dùng viên sủi tăng cân toca này thôi thì Huyền đã cảm thấy rất hài lòng bởi vì là được tăng cân trở lại này Huyền đã được xinh đẹp trở lại có được số cân như mong muốn điều mà trước đây Huyền chưa bao giờ nghĩ tới và nhờ tăng cân thì cơ thể của Huyền cũng được khỏe mạnh hơn này. Ngủ ngon hơn này da rẻ của huyền cũng căng bóng và hồng hào hơn nữa và nhờ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng mà huyền luôn cảm thấy là lúc nào mình cũng tràn đầy năng lượng làm việc hiệu quả hơn nói chung là ấy, huyền sẽ chấm 100 điểm cho viên sủi tăng cân toka này và đặc biệt là Huyền nhận thấy lựa chọn tăng cân bằng cách sử dụng viên sủi Toca này thì vô cùng an toàn, không hề có tác dụng phụ và không chứa bất kỳ một chất cấm hay là chất độc hại nào cho cơ thể. Đây chính là điều mà Huyền cực kỳ quan tâm khi mà chúng ta lựa chọn những thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vì mình sợ nhất là nếu như mà mình không biết và lựa chọn những cái sản phẩm kém chất lượng thì đầu tiên là cơ thể của mình sẽ bị tích nước này, tích mỡ này và có những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình. Nói chung là Huyền vô cùng cảm ơn anh Quân bởi vì là đã giới thiệu cho Huyền một cái sản phẩm rất là tuyệt vời như thế này và Huyền cũng muốn là chia sẻ đến mọi người đặc biệt là những bạn nào bị gầy lâu năm này ăn mãi không béo hoặc là ăn mà không hấp thụ thì chúng ta có thể lựa chọn sử dụng viên sủi ToCa này để đạt cân nặng lý tưởng và cải thiện sức khỏe. Chắc chắn là các bạn sẽ vô cùng bất ngờ và cảm thấy hối tiếc nếu như chúng ta không biết đến viên sủi tăng cân Toka này sớm hơn. Và để mua sản phẩm viên sủi tăng cân Toka chính hãng từ nhà sản xuất thì các bạn có thể gọi theo số hotline dưới video này nhé. Muốn tăng cân có Toka. Toka chính là sản phẩm tăng cân của mọi nhà. Và cảm ơn mọi người đã đón xem video của Huyền. Xin tạm biệt và chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và nhiều năng lượng. Bye bye.